Một tuần lại trôi qua, Ngọc Thuận rất vui gặp lại tất cả quý vị khán giả trong chương trình Bếp Ngọt. Và khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình chúng ta là 17:10 trên kênh HTV9 vào mỗi Chủ nhật hàng tuần. Rất cảm ơn sự đồng hành của nhà tài trợ Vicoco, tinh hoa dừa Việt. Đầu bếp Ngọc Thuận hay còn gọi là Chepo là đầu bếp chuyên ngành bếp Á. Là diễn viên truyền hình nổi tiếng, hiện anh đang kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực, có niềm đam mê sáng tạo các món ăn Việt Nam. Vị khách mời ngày hôm nay cũng là một vị khách mời khá là đặc biệt, một người đã rất thành công trong nhiều vai diễn lạ độc trên sân khấu của mình. Anh ta có một cái chiều cao khá là khiêm tốn. Thuận cũng là một cái fan rất là lớn của anh ấy. Xin giới thiệu diễn viên Hải Triều, xin mời. Xin chào anh Thuận. Thật ra là Thuận với lại Triều đây là có đóng chung vài vở kịch rồi. Đúng rồi. Có đóng vợ chồng và yêu đương một bên xa đồ. Đây là Hứa Tiên, đây là Thanh Xà nè mọi người. Vì sao anh mà anh lại giới thiệu là mọi những cái vai diễn độc lạ thì đúng không? Tại là thường đa số những cái vai diễn của Triều mà khán giả biết đến thường là những vai diễn mà mình hóa trang thành phụ nữ nè, đúng không? Nhưng mà đặc biệt nha, mỗi lần mà anh ngồi dưới xem Triều diễn rất là mê luôn. Nhất là Triều là BB kết hợp là tuyệt vời. Thì thật sự là anh Thuận cũng gọi là tân bắp tí xíu. Chứ là những vai độc lạ là tại sao gọi là những vai độc lạ? Tại vì những vai lạ và vai độc không ai dám đóng á. Với lại một phần nữa thì mọi người cũng biết rằng là Hải Triều diễn ở sân khấu nè, cũng có hợp tác với anh Thuận một vài vở kịch. Thì đó là nói chung là anh em cũng có tình cảm kháng khích riêng biệt. Cái gì? Tình cảm kháng khích. Tình cảm đồng nghiệp kháng khích với nhau. Mình đến với là gian bếp được ăn. Không phải, mình đến với gian bếp là mình sẽ vào bếp nấu chứ không phải là ăn. Ủa thiệt á, em nhận cái chương trình Bếp Ngọt là em tưởng là Bếp Ngọt là một cái bếp mà toàn đồ ngọt, mình lại bài mình ăn rồi. Ồ cái này ngon quá anh ơi, cái này dở quá anh ơi, mình tới mình nhận xét đó mọi người. Nó cũng đúng một phần em nữa. Bếp ngọt là những cái đồ ăn ngọt nhưng nó cũng đầy cái sự ngọt ngào trong đó, bởi vì mỗi vị khách mời đến đó sẽ chia sẻ những cái bí quyết nấu ăn của mình đến với tất cả quý vị khán giả. Thật sự trước khi em đến đây em đã nấu ăn ở nhà em rồi đó mọi người. Em đã nấu một bữa ăn ở nhà em xong rồi đó là em ăn xong mới tới đây đó. Nói vui thôi, ngày hôm nay thì mời Triều đến đây để anh em mình cùng chia sẻ về những cái câu chuyện ẩm thực. Rồi mình cũng vào trong bếp để mình xào nấu chút đỉnh rồi mình ra cùng nhau thưởng thức ha. Thật sự thì em cũng mê nấu ăn. Em mê nấu ăn và mê sáng tạo á. Giống như ví dụ cái món đó mình làm vậy vậy nhưng mà em sáng tạo thêm. Có khi là sáng ăn được, có khi sáng thôi dẹp luôn. Đó, chính vì câu nói đó mà ngay bây giờ kính thưa quý vị, Thuận và Hải Triều sẽ vào trong bếp ngọt để thực hiện ngay những món ăn mà Triều yêu thích. Xin mời. Rất chào mừng Triều đang có mặt tại gian bếp ngọt này ha. Em bây giờ anh đừng chào mừng gì hết, em thấy nguyên liệu làm đã hồi hộp và là hào hứng dữ lắm rồi đó. Bây giờ anh làm sao cho anh ăn đi. Hồi hộp hào hứng là sao? Hồi hộp là hồi hộp không biết là anh có những cái thử thách gì cho em hoặc là anh kêu em làm cái gì hay không. Còn hào hứng là hào hứng, sau khi cái đó nó xong em sẽ ăn được. Thử thách là Kiều có thể băm giùm anh lắm. Trời ơi, anh biết trò chém với cây không? Em chơi thua hoài á. Rồi, mời Kiều. Anh muốn là hột lựu hay bằm nhuyễn? Bằm nhuyễn vừa đó. Kính thưa quý vị, hai người đàn ông đang trong bếp và nấu những món ăn dân dã miền Tây. Em sắp hơi bị đỉnh cao nha. Anh rất thích những người khách mời như em. Đến đây là anh chỉ cần đứng thôi. Chịu ơi. Rồi chút xíu là kêu đoạn giặt về anh. 200g thịt. Đúng, thịt xay. Anh nghe sẽ. Bạn thịt đó thịt gì xay anh? Thịt heo đó. Mình có pha một chút mỡ vô cho nó ngon ha. Mình xin nêm khoảng một muỗng cà phê hạt nêm nè. Một muỗng cà phê hạt nêm. Yes. Nửa muỗng đường. Nửa muỗng muối. Dằn một tí nước mắm luôn. Được rồi, cảm ơn em. Bây giờ em có thể bỏ hết vô đây giùm anh. Nhuyễn vừa rồi đúng không? Đúng. Bỏ hết vô trên trộn. Sắc giùm anh ba tay nấm hương này giống như vậy luôn. Thưa quý vị, như quý vị cũng biết là Hải Triều có những kinh nghiệm nấu bếp rất là thành thạo. Quý vị hãy nhìn những đường dao của Hải Triều đi, chiên sắc trái cây. Chiên sắc trái cây. Rồi. Bí kíp cho mùi thơm của món này đó là anh sẽ sử dụng đầu hành. Nửa muỗng cà phê tiêu thôi. Sau khi mình đã trộn xong cái phần này thì mình sẽ dồn hết vào trong cái con cá lóc này. Vâng. Đúng rồi. Con cá này nó tầm khoảng 7 lạng. Trời đất ơi. Cá này hơi to. Còn thì mà nặng 700g mà. Mình đã lấy xương nè, lấy vây nè. Đúng rồi. Mình hay tạo quá. Ra một cái khoảng trống như vậy. Mình sẽ dồn hết cái phần thịt này vào. Đó. Tất cả những cái hương vị ví dụ như nấm hương nè, nấm mèo nè, đậu hành nè,
các gia vị nè, nó sẽ thấm từ từ vào trong cái phần con cá khi mình nấu ha. Chiều giúp anh mở cái nồi lên. Lưu ý nha, khi mà mình hấp bất cứ một cái món ăn gì thì mình chờ phải nước thật sôi. Vô quá trời. Rồi xong, chịu này đậy lại cho mình. Mình hấp con cá này trong vòng từ 10 đến 15 phút. Mình sẽ sử dụng nước cốt dừa Vicoco. Nước cốt dừa này được làm nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên. Nó sẽ giúp cho là món ăn béo hơn, thơm hơn. Sau cái phần nước cốt này á, thì mình sẽ sử dụng một ít tỏi để nó thơm cái phần nước cốt này ha. Sau đó thì mình sẽ cho vào đây một xíu muối. Thơm quá. Và mình dằn trong đó một ít đường. Lượng đường thì sẽ gấp đôi lượng muối. Riêng cái phần nước cốt dừa này á, thì anh cho thêm một xíu nước mắm Ân Kỳ. Nước mắm Ân Kỳ là thuộc dòng nước mắm cốt nguyên chất với độ đạm tự nhiên rất là cao. Chờ xíu con cá lóc. Rồi. Wow, nó chín rồi mọi người ơi. Chưa chín đâu Chiều à. Đó, như chị thấy vậy đúng không? Thì chúng ta sẽ tưới vào đây một ít rượu. Tưới vào đây, tưới trực tiếp lên cái phần này. Ít rượu. Rồi. Mà rượu gì cũng được ha. Rượu trắng. Sau khi chúng ta chế rượu vô khoảng được 5 đến 10 phút rồi, chúng ta sẽ tiến hành chan cái phần nước cốt này. Phần nước cốt này thì chúng ta sẽ chan hai lần. Đây là lần đầu tiên. Trời ơi, hấp dẫn quá anh ơi. Đúng rồi. Đó, mình chan vừa vừa thôi ha. Trời ơi. Rồi, mình đậy lại khoảng 20 đến 30 phút. Tới khi con cá chín rồi, mình chan thêm một lần nữa. Là lúc đó mình có thể mang cá ra. Trong lúc đó thì mình sẽ chuẩn bị một cái phần nước dùng. Cái phần nước dùng này thì anh sử dụng nước dừa tươi Vicoco. Vicoco cũng là nước dừa tươi nguyên chất. Nêm vào đây cho anh làm một muỗng hạt nêm nha. Và khoảng nửa muỗng nước mắm. Anh ơi, bên này thơm quá, chị hốc nổi nè. Mình cho vào đây thêm một ít tiêu. Nước này sôi lên thì mình sẽ cho vào đây là bún tàu nè. Bún tàu. Mình cho hành tây nè. Mình cho nấm nè. Cho cà rốt luôn. Cà rốt. Dạ. Cà rốt luôn. Dạ. Đó. Rồi, hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Cái này mà mình nêm miếng nước nữa, cái mình để nhẹ gói mì vô cũng được. Ừ, hay lắm. Hiểu không? Được, tí nữa anh sẽ làm cho em một gói mì ha. Ăn nêm một lần nữa. Cao. À, mình nêm cái hồi nãy để cho nó thấm vào. Đúng. Và mình nêm cái này để cho nó giữ được gọi là nguyên vị cái độ béo của độ nước béo. Dừa. Đúng, hay quá chị dạ. Rồi, thấy rồi. Là mất một cái công thức với em rồi đó. Rồi, xong. Rồi. Và chúng ta sẽ đếm từ 1 tới 10. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Chưa rồi, tắt bếp. Vậy là ngày hôm nay anh đã hoàn thành xong món cá lóc nhồi thịt hấp nước dừa. Món này là một trong những món rất là đặc trưng của miền Tây. Món này thực ra thì trên các bàn tiệc của người miền Tây thường có những cái món này. Còn chờ gì nữa, ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng với Thuận và Hải Chiều dùng bữa thôi. Thưa quý vị, như thường lệ, sau khi bếp núc thì chúng tôi sẽ vào bàn ăn và thưởng thức món ăn của mình làm ra. Ngày hôm nay thì Chiều cũng giúp anh rất là nhiều trong cái món này ha. Ủa? Này em nấu hết chứ anh giúp em chứ nghĩ sao vậy? Nhưng mà hồi nãy còn một phần anh quên nói với Chiều, đó là chúng ta sẽ ăn với nước mắm chua ngọt. Mắm chua ngọt này thì cũng đơn giản thôi. Trời ơi, bây giờ có bánh tráng được cuốn là ăn đi anh ơi. Đúng, bây giờ mình có thể ăn bún nè, hoặc là ăn trực tiếp cái này cũng được. Thật sự anh có nhớ cái bộ dụng cụ ăn này không? Mà em đem từ cái bếp qua tới bên đây luôn á, em cầm nãy giờ luôn anh. Bây giờ chúng ta sẽ thử cái ruột trước. Thưa quý vị, thực ra con cá lóc một trong những bộ phận ngon nhất đó là ruột cá lóc. Và đố anh, còn trong con cá lóc á, bộ phận ngon thứ nhì đó là cái gì? Anh thì anh thích ăn cái đầu. Còn em á, cái bộ phận ngon thứ nhì của nó là má. Má. Vậy thôi em ăn hết luôn đi, còn gì đâu anh ăn. Không, nhưng mà cái má thì có hai cái má lận. Mình ăn kèm với thịt nha Chiều. Cái này là sự kết hợp.
Nó phải khen chứ thiệt chứ. Nó ngon hả anh? Ừ. Thì chẳng lẽ giờ mình cứ nấu ra mình khen mình hoài nó kỳ. Kỳ. Ừ. Để em khen cả. Mình ăn kết hợp đi ha. Rồi chút nữa mình sẽ ăn cái bún nè. Cái này mình có thể cuốn cuốn bánh tráng. Mà cái thịt này á thì nãy giờ nó rất là ngon, rất là dẻ. Tại vì á, tại vì anh Thuận anh đã đè xuống, anh ém rất là chặt. Thực sự là cái ruột con cá lóc á, mà ai đã ăn rồi thì khỏi phải bàn nữa. Còn những người mà chưa ăn á, cái gan nó béo nè, rồi tới cái phần ruột á, nó cái phần ruột á nó dai dai, nó giòn sực sực của phần ruột, và tiếp theo đó nó phần mỡ nó bám vô phần ruột, trời ơi nó còn sức đó, trời rất là mê luôn anh ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ kết hợp đúng không? Đúng. À, em mê cái rau này. Rau này nữa, rau này em cũng mê. Cái gì em cũng mê hết. Và tiếp theo chúng ta sẽ để một miếng thịt nha, miếng thịt thịt bằm, thịt nhồi nhưng tiếp nữa là cái gì? Thật ra cái má cũng rất là ngon. Vậy má nó ngon, độc một trời. Hãy giờ em ăn nha. Ừ. Anh thấy cũng... em có vẻ ngày hôm nay ăn rất là ngon đó. Dạ. Ủa, là anh tính kết rồi hả? Không có. Anh thấy em ăn ngon quá, nhưng mà nếu mà ăn không mà không có cái gì tráng miệng cho em thì nó cũng thất lễ ha. Đúng rồi. Đang đây, mình. Anh có nước dừa tươi. Ờ đúng rồi, mới nãy muốn thử. Đây, anh mời em luôn. Đây là nước dừa tươi nguyên chất 100%. À. Thanh nhiệt, độc mát cơ thể. Ok, ok. Ủa gì kỳ chịu. Rồi, đưa thì chứ anh Thượng cũng uống đi. Mời anh Thượng một chai hay là gì đó, tự nhiên đưa cái là xong luôn vậy kỳ. Anh làm chương trình uống biết bao nhiêu cái rồi. Cái này là gì? Chanh muối nè. Ờ, chanh muối. Ngon. Cảm ơn Chiều ngày hôm nay đến đây cùng anh thực hiện món này. Hy vọng là sẽ gặp Chiều thêm nhiều dự án nữa nha. Ok. Rồi công việc ngày càng tiến tới nữa. Hy vọng là chúng ta sẽ gặp nhau thêm nhiều dự án nữa. Hy vọng là cái chương trình Bếp Ngọt này sẽ mời em nhiều nữa. Để làm gì, em sẽ đến đây em học nhiều món ăn tiếp. Muốn nhiều hay không là do quý vị khán giả cập. Mọi người ơi, hãy đón xem chương trình vào lúc 17:10 Chủ nhật hàng tuần trên HTV9 nha. Rồi, mời em ăn đi. Vậy là anh em mình cũng vừa ăn xong rồi. Cảm nhận về món ăn nãy giờ chứ? Cảm nhận về món ăn nãy giờ là em cảm nhận là cái món ăn nó cũng y chang những món ăn cá hấp khác, nhưng có sự đặc biệt á là nó sẽ làm từ nước dừa, nước hấp, cốt nước dừa, nước cốt dừa, rồi nó có hương vị quê hương của em. Trời, vậy có làm cho em gợi nhớ tới ký ức gì không?
mọi người coi trong lúc nấu ăn em có rớt vài nhẫn mắt đó mọi người. Cảm ơn em đã tới với chương trình ngày hôm nay ha. Thì nhà tài trợ cũng một phần quà nhỏ nhỏ, món tinh thần thôi, giúp cho em sau này khi nhìn đến món quà thì có thể có thêm động lực để nấu ăn à, hoặc là gọi điện cho anh Thuận. Wow, thật sự luôn. Em rất là mê những cái món từ dừa. Thời lượng chương trình đã hết. Và quý vị cũng đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi là 17:10 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Rất cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Việt Coco, tinh hoa dừa Việt. Xin chào và hẹn gặp lại.